Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hà Sơn gồm các ông bà Lê Minh Trung, Nguyễn Thị Anh Thi, Nguyễn Mạnh Toàn, Thích Huệ Vinh đã có buổi tiếp xúc cử tri hai phường Hòa Hải và Hòa Quý quận Ngũ Hà Sơn. Đại diện tổ đại biểu đã báo cáo nội dung chương trình các vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố với các ý kiến kiến nghị của cử tri trước đó, tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến cử tri quan tâm về các vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu dân cư đầu tư vỉa hè đường võ chí công nhiều dự án triển khai dở dang chậm triển khai làm đời sống nhân dân xung quanh khó khăn như dự án làng đại học ra soát quỹ đất tái định cư dự án công viên văn hóa chậm triển khai các vấn đề về an ninh trật tự v v trên cơ sở ghi nhận các ý kiến cử tri đoàn đại biểu hội đồng nhân dân thành phố giải đáp và tiếp thu các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố và tổng hợp để đưa vào nội dung thảo luận của kỳ họp